tôi ai không? Việt Kiều Châu Phi đó. Thế bà đồ đẹp không? Hôm nay về thăm quê hương, có hẹn với hai bạn nữa. Mà sao hai cha bây giờ này chưa tới trời? Nó mất tiêu rồi. Tới rồi. Bản Hiền. Ô, cu đen. Phải không cu đen? Giả cho mặt giờ. Thấy ta ngồi đông gì không? Ở sao con gái không bên kia gồm nữa kìa. Ủa chứ kêu là cu đen à? Tên ta là cu đen, tôi kêu cu đen. Ơi, hôm qua bên nước ngoài ta đổi tên rồi. Đổi tên gì? Cu xì. Trời ơi, đen là cái gốm này, theo cái xì nữa. Cha cha tên thương hiệu nha. Thương hiệu gì? Thấy mấy người ta, mấy người đàn bà sách cửa sách không? Hiểu á. Hiểu gì? Cú xì. Qua nước ngoài mà phát âm tiếng nước ngoài không có chuẩn. Hả? Phải nói cho nó đúng. Không phải là cú xì. Đó là gì? Mà là gu xì. Nói chuyện văn dữ rồi cha. Biết ta nói chuyện văn rồi đó, ta mua cái máng xấu ta máng lên. Trời đi ơi. Đi ra ngoài cho nó diễu cái đó, rồi cái văn mặt ta. Anh sẽ bắt lỗi hoài. Nói tiếng Anh là phải chuẩn, hiểu chưa? Nghe cho kỹ nè. Gu xì. Xem bể cái đèn luôn. Tên gì nghe kỳ cục. Tên anh đẹp lắm mà. Sao không đẹp? Tên gì? Đẹp. Không thấy hả? Biết chữ không? Chữ gì? Ronaldo Xê. Ở Việt Nam tên hai Xê, qua bển tên Xê. Thèn chi có mặt giống quá. Giống gì? Giống cho mặt Xê. Nè, bỏ giờ, bỏ nhỏ như cá chuồng kiến, chưa nói thôi nha. Nói hoài, xệ hoài à. Kiếm gì vậy? Hả? Kiếm gì? Nó đâu rồi? Trời, nó mà kiếm dưới đất vậy hả? Hẹn hai thằng, sao còn thằng đó rồi? Nó nè. Chạy đi. Chị, bò tới. Bò. Mà mấy anh nói tôi bò hả? Trời ơi, thấy mặt của đồ này biết bò sắp tới rồi. Mặt của bò này là không phải là bò, mà mặt của đồ này là đồ nấu bò. Ủa? Tôi mặc cái đồ này để biết tôi xuất xứ là người Việt Kiều ở nước nào về, biết không? Ồ, đồ này là đồ dân tộc. Đồ nước nào về đây? Mình nước đó tới Tây Ban Nha. Chứ ai mặc đồ nhanh vậy nè. Về Việt Nam mà ăn mặc xà lỏn rồi. Trời ơi, chân ghẻ không phe. Bất thật sự lắm. Bà, ông nói mà ông không nghĩ là ông mặc đồ nước nào thì biết mình từ nước đó tới. Tôi mặc cái này có ý nghĩa hết á. Ý nghĩa gì? Tôi từ Brazil. Brazil là Brazil, đồ khác ông ơi. Còn cái này là đồ đồ bóng đá Brazil. Trời ơi, không có đá banh hả? Có chứ. Không có đá banh hả? Không thấy tôi hả? Đội đội đồ nào có nam? Có mà, có chứ á. Chắc coi đội tuyển nam cái gì. Ờ, cái gì? Tôi đâu cho đội tuyển nam. Chứ đá đội tuyển nào? Đội tuyển nữ. Ủa, chưa, anh chưa có cắt bơm gì hết trơn mà sao đá nữ được? Bậy!
làm nó chống thôi chứ gì, cần phải cắt bơm cho được tiếng nữ. À, ông là lụm banh trong đội tiếng nữ phải không? Còn lâu, là gì lụm banh à? Làm gì lụm banh, tướng này, cỡ này là phải cờ quyết liền viên phải không? Quyết liền viên chuyện nhỏ. Chỉ cần làm gì? Đấm bóp gắt hơi. Tự nhiên gắt gì đó bạn banh người ta, đấm bóp gắt hơi. Không chính giác. Sao vậy? Nè, coi đá banh thấy cầu thủ không? Ta chạy ta té đúng không? À, mỗi lần té là phải chặt găng. Đúng rồi. Chặt găng tôi mới chạy tới, tôi xoa, tôi bóp. Làm chuyện chịu tiền lắm à. Vậy hả? Đó, nhờ vậy mà mới cưới được con nhỏ là đá tiền đạo đó. Trời ơi, đã vậy? Chứ sao? Trời ơi, hay quá hả? Sao? Cái nghề này ngon rồi nha. Vừa, vừa được cưới được vợ nữa. Vừa có tiền. Sao? Mà vừa được bóp nữa. Vậy ba. Xoa bóp, không có bóp. Có đàng hoàng. Nhưng mà anh xoa bóp nó làm sao mà nó chịu lấy anh vậy? Đứa đầu tiên ha, bị cô đó có bị đội bên kia chơi xấu, té lăn cù, trời ơi cái tay chật, sưng một cục như vậy nè. Tôi về tôi bóp có 1 tháng nè, cái tay xẹp, cái bụng sưng. Trời, ông nội này, ông bố cái kiểu gì vậy ông nội? Đó, cái chuyện là đừng có hỏi tế nhị, đừng có hỏi nha. Nhưng mà có vợ. Mà lấy thời gian rồi đó, mới có chuyện này mới khổ nè. Chuyện sao, chuyện sao? Mỗi lần nó muốn tập đá đập đá phạt đền đó, tôi ra đứng chụp banh cho nó đá. Mà mỗi lần tập đá xong là tôi đi khám phổi hoài. Sao vậy? Bởi vì đá hụt hay là đá trúng vậy tôi cũng bị đau ngực hết trơn á. Ủa sao kỳ vậy? Đá trúng mới đau, đá ngực chẳng sao đau. Để hiểu quá nè. Nó đá trúng á thì mình đau ngực đúng không? Nó đá hụt nó tức quá nhào tới nó đá vô ngực tôi luôn. Bởi vậy vợ dữ vậy? Khổ lắm. Trời, vậy khổ quá, vợ chi mà khổ chứ. Nè, còn anh, sao ăn mặc gì kỳ cục vậy? Kỳ. Về đây khí hậu nóng nực mà sao ăn mặc gì từng nguyên tấm mền như vậy? Nóng phải không? Tưởng tôi nóng đó hả? Đâu có nóng. Sao? Mà hai bạn nóng là tìm ba thôi. Thanh lực cơ thể không còn lo nóng. Thanh nhiệt cơ thể không còn lo nóng phải không? Nè, tôi về thăm ba tôi hả? Ba này. Tóc tự thanh. Cho ba anh đẹp mình xấu gì chơi. Thôi thấy ăn mặc gì biết từ đâu tới không? Từ đâu nào? Tới Congo. Congo Việt Kiều Châu Phi. Ai cho mấy cha đánh lưỡi hả? Người ta Châu Phi mà nói Châu Phi. Ngoài Việt Kiều Châu Phi vậy à? Châu Phi. Nhưng mà sao bộ bên đó bộ khổ lắm sao mà làm gì lụng dữ lắm sao mà tay chân lỡ lối chân vậy nè? Lỡ lối đâu rồi? Bao tay lại nè. Trời ơi, nói chuyện lịch sự. Ê, tao mới mua. Bao tay tao mới mua. Trời đất ơi, cái này người ta. Cái này giới mang cái chân sao mấy không đeo bao tay vẫn nội. Hả? Đâu biết, tao thấy bán ngoài sập, sao tao mua vậy? Mua đeo vô. Trời đất ơi. Trời mua đó, để che nắng. Ông biết không, tôi sợ đen. À, sợ đen. Đó. Ở trong khi cũng sợ đen nữa. Mấy cái thầy giàu sợ đen lắm. Đen, giàu. Rồi anh đó làm gì giàu? Bán kem. Trời đúng rồi. Ở đó xứ nóng á mà bán kem ăn nhiều lắm, nhiều tiền lắm phải không? Kem ăn nhiều nội, đâu phải kem ăn. Chỉ kem gì? Ba cái bán kem ăn rồi nóng nó chảy hay là lấy gì ăn? Vậy chứ bán kem gì? Kem tắm trắng. Trời ơi, chứ Châu Phi nó đem từ lùi tắm như nào mới trắng không nội? Không có, tắm chừng 8.000 hũ thôi là lên được một tông da liền. Chứ cái trắng nó tông đó mà nó sức cuồng nhiệt đó. Bởi vì tôi bán cái chạy mới có tiền. Nó. Nhưng mà anh làm kem tắm trắng mà sao anh đen thùi lùi vậy? Bán dạo. Cái gì? Đi bán vòng vậy đó. Chứ nắng nó ăn nó đen mới đen. Đen rồi mình xếp kem lên trắng người ta mới mua nhiều. Mà anh thích đen vậy hả? Trời ơi, vợ tôi nói vợ nhà tôi á, vợ tôi nè, con tôi nè, tất cả tôi nè. Nghĩa là tắt đèn ngủ mà không ai nhìn thấy ai hết á. Vợ anh là người Châu Phi. Rồi đợt này về có đem vợ về không? Sao vậy? Bộ chị bị chết rồi hả? Bậy. Chôn chưa? Chôn gì vậy? Chôn gì? Sợ dĩ dắt tới vợ tôi là nhớ vợ tôi. Nhớ vợ. Tôi nói thiệt cái hai ông mới lần đầu qua Châu Phi đó. Nghĩa là tôi khổ lắm. Tôi mới tìm một chỗ dựa để mình dựa dẫm biết không? Trời ơi trời, tôi lựa riết rồi được gặp được một người lý tưởng. Ai? Vợ tôi là con của tù trưởng Châu Phi. Hả? Thì anh là rể tù trưởng. Chứ sao? Không vậy. Sau khi mẹ vợ tôi chết đi. Ủa sao bà chết vậy? Hút mở bụng. Rồi sau khi bà chết đi đó ha. Vợ tôi lên làm tù trưởng. Wow. Vợ làm tù trưởng. Chứ sao? Vậy anh lên chức gì? Chồng tù trưởng. Mọi người anh là tù gì? Tù nhân. Cái gì kỳ vậy ông nội?
trời ơi, sao tôi nó thương tôi quá đi, nó nhốt tôi chim lồng cá chậu, nó nhốt trong nhà hoài không có cho ra đường như người tù nhân vậy đó. Ủa vợ tôi thương tôi lắm. Sao thương anh dữ vậy? Trắng nhất nước châu Phi đó. Tôi hiểu không? Rồi sao nữa? Bởi vậy đồng tôi nói như vậy thì lấy vợ châu Phi vậy nè, tôi nói nghe nè, nè tôi nè, tôi nè sao lấy vợ người Tây Ban Nha đàng hoàng. Ờ. Trắng kẹo đẹp, tướng tá cao ráo như người mẫu. Trời ơi mà giỏi nghe. À. Tướng cao lắm à. Vậy hả? Nè, đồ này không phải đồ của tôi đâu, đồ này đồ của nó đó. Ồ. Dạ. Ừ. Đẹp quá ha. Bả làm gì? Dũng sĩ đấu bò. Trời ơi, hiểu rồi. Đấu bò là chú đẹp cả đầu rồi đó. Đó thì bởi vậy mà giỏi lắm nghe. Ừ. Cả nước Tây Ban Nha có mình bả là nữ đấu bò thôi. Vậy hả? Ừ. Trời, tôi nói nghe, tôi ở nhà tôi ăn thịt bò mệt nghỉ. Hèn chi đẹp trai quá. Ừ, ngon không? Tôi ngon không? Chắc ghê ha. Mà thịt bò đâu ăn mệt nghỉ. Ừ. Ăn hàng ngày mà. Sao? Thì bả đấu bò đó, cứ mỗi ngày bả đi bả đấu, bả đâm con, đâm con phải kéo về nhà làm thịt bắt ăn. À, bồi dưỡng ha. Ăn không? Nhiều khi mấy ngày lễ đó là ăn 3-4 con luôn. Trời ơi, đã quá. Nhiều trận đấu quá mà. Coi như ngày nào cũng có bò ăn hết. Không có nhiều ngày không có bò ăn. Sao vậy? Mấy nhiều ngày bả đâm con bò không chết, bò hút bả văng vô bệnh viện á. Nó không bò. Trời, tôi cũng nói nữa trời. Mà đấu giỏi lắm nghe, nhất luôn đó. Tôi nói cho hai cha nghe. Anh em mình hẹn hôm nay hẹn nhau về quê hương đó. À. Gặp nhau thì vui lắm. Như tôi nè, ừ. Không biết hai ông sao, tôi không biết nha. Chứ riêng tôi á, à. Ở một xứ nóng vô cùng, ừ. Khó chịu vô cùng. Nhiều lúc thèm một cái Tết mà không có bạn. Công cô làm gì có Tết. Đúng rồi. Nói vậy. Còn anh sao? Tôi cũng không có thua gì ông này đâu, hơn gì ông đâu. À. Trời ơi, nói thiệt, làm có tiền thiệt đó. À, có vợ đẹp vậy đó. Nhưng mà mỗi lần thèm tô bún mắm, muốn kiếm một tô ăn cũng không có. Làm cái gì có bún mắm là ông nội, ở đây tôi thèm cơm cắt kho quẹt còn không có kìa. Tôi nói nghe thèm về Sài Gòn nghe không, những cái buổi mà anh em gặp gỡ nhau đi ăn đi uống đồ, trời ơi tôi nói nó vui gần chết. Bữa nay nè, bữa nay nó cho tôi về rồi tôi mừng dữ lắm luôn á, gặp mấy anh em đây vui quá chừng luôn. Bây giờ nói tôi nói ông nghe, coi như là tôi nè, ừ. Là cái người đi khắp bốn phương, à. Nhưng mà tôi thấy không nơi nào bằng xứ sở quê hương của mình đó. Thì đúng rồi, đâu có gì bằng quê hương mình được. Bởi vậy đúng không quý vị? Tôi đã đi từ Âu sang Á, tôi đã đi từ Mỹ Úc tới Châu Phi, tôi đã đi qua miền cực nóng, tôi đã đi đến xứ lạnh vô cùng, đi cả cuộc đời không đâu gọi mời bằng phố thị quê tôi. Tôi đã đi Berlin, New York, đi tới Rome, Madrid, Nam Giang. Tôi đã đi qua vùng sầm uất, tôi đã đi đến xứ thật thương người, nhưng không đâu bằng, không nơi nào bằng đất Việt quê tôi. Việt Nam bên bờ đại dương, Việt Nam suốt đời yêu thương, cụ già em bé môi cười rất khẽ, câu đón câu chào nói năng ngọt ngào tiếng mẹ sinh ra. Việt Nam cao quá bên bờ đại dương, Việt Nam suốt đời yêu thương, cụ già em bé mỗi người rất khẽ, công đón công chào nói năng ngọt ngào tiếng mẹ sinh ra.